Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 4 trên 6 của bài 15. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bản từ trước khi chúng ta vào các cái đoạn đàm thoại và cái bài văn ngắn. Từ đầu tiên chúng ta có từ phải, phải âm âm Việt là bài và từ này có cái nghĩa là dãy hoặc là hàng, một dãy ghế hay là một dãy bàn hay là À, một dãy người ha hàng người gì đó thì cũng được ở trong bài ta có ví dụ là cho pennily ta chuyển phải suy nghĩ à tức là cái hàng đầu ở trong cái tấm ảnh là những ai vậy à, phải và từ phải này mở rộng ta chúng ta có từ phải chiếu à, phải chiếu có nghĩa là bốn chuyền, ta phải chiếu là chơi bốn chuyền. và an phải là sắp xếp an phải cung rua sắp xếp công việc an phải sửa chén sắp xếp thời gian từ thứ hai chúng ta có từ hao. How có rất nhiều nghĩa. À, nghĩa thứ nhất là ngày, ngày ở trong tháng á. Như vậy là jin hôm nay ngày 1 jin hôm nay ngày 2 jin hôm nay ngày 12. À, tối đa là san shi dĩ hao là ngày 31. How có một nghĩa khác nữa là cái số. Ví dụ wo zai hao, nhà tôi số 12. Wo fang jian shi 305 hao cái phòng của tôi là số 305. Hau còn có một nghĩa khác là cái size hoặc là cái cỡ, kích thước á. Ví dụ đối với quần áo hoặc là giày dép thì là ta ho là cái cỡ lớn hoặc là cái size lớn. Trung ho là size vừa và xèo ho là size nhỏ. Kế tiếp ta có từ chua cho là ngồi thì từ này chúng ta đã gặp lâu rồi. À, trình là mời ngồi. À, cho xe bà, ngồi xuống đi. À, chua xe là ngồi xuống. Kế tiếp chúng ta có từ dầm ma đứng trước các động từ để chỉ cách thức hoặc là phương tiện thực hiện. Ví dụ mình dầm chi, chúng ta đi bằng cách nào? Ní dầm mơ lại, bạn đến bằng cách nào vậy? Tức là bạn đi xe hay là đi bộ hay là ai đưa bạn đến? Đó là hỏi về phương tiện, còn hỏi về cách thức. Ví dụ trư cơ Han dư dầm cái chữ hán này viết như thế nào? Tức là viết làm sao? Dầm mơ đứng trước động từ, các bạn nhớ như vậy là được rồi và khi mình thấy có ai đó có cái thái độ gì đó bất bình thường hay là à, biểu hiện gì đó bất bình thường thì mình hỏi niṣamala à, bạn sao vậy la. cái tiếp chúng ta có từ trên trên âm hóa việt là chân à, có nghĩa là thật hoặc là thật là chin thiên trên r hôm nay thật là nóng Trơ cơ rỉnh trên họ cái người này thật là tốt từ thứ sáu ta có từ chỉ quái chỉ quai là kỳ lạ trơ cơ rỉnh hành chỉ quái À, cái người này rất là kỳ lạ hoặc là thật là, là kỳ lạ cái à, cái kính của tôi không thấy nữa rồi tức là cái kính của tôi bị mất tiêu rồi trên sĩ quay của tôi dèn chiên của chị là của tôi dèn chiên của chị là sĩ quay ngoài ra sĩ quay còn có cái nghĩa là ngạc nhiên của chuyện ta hình sĩ quay tôi cảm thấy rất ngạc nhiên từ thứ bảy ta có từ phiếu phiếu âm hán việt là phiếu uh, có nghĩa là vé hoặc là cái phiếu à, xem phim là tiên diện theo vé bơi là dấu dùng theo vé máy bay là phê chi theo vé xe lửa là khổ trợ theo vân vân Cái tiếp nữa ta có từ rang từ rang này cũng có một số nghĩa nghĩa thứ nhất là để ví dụ như để tôi đi rang quả chi để tôi làm cho răng quả chua bà để anh ấy đi đi rang ta chi bà rồi rang có cái nghĩa thứ hai là kêu hoặc là bảo sĩ răng đi lại nó ai bảo anh đến đây vậy hay là ai bảo bạn đến vậy? Mỹ vừa đánh răng vừa lại xua và chưa gì lại ta không có ai kêu tôi đến cả tôi tự đến như vậy răng nghĩa thứ hai là kêu hoặc là bảo răng còn nghĩa khác là nhường ví dụ xịn răng lu xin nhường đường cho răng cho way nhường chỗ ngồi và răng cho cũng được răng cho way cũng được răng là nhường âm hán việt của nó là nhượng cái tiếp ta có từ xua so, số so là sai hoặc là nhầm ví dụ anh làm sai rồi thì cho xua so là anh nhìn nhầm rồi nì khan xô so là nói sai rồi nì xô xô là viết sai rồi xè xô là viết sai rồi xô so. và từ xô so này còn có nghĩa khác nữa tức là kém hoặc là tệ như vậy để mình nói cái điều gì đó không kém không tệ thì ta dùng từ bùa xô so. ta ghép vào bùa xô so. chơi cơ rỉnh bùa xô so. chơi bình xu, bùa xô so. tha khan dị bùa xô so. à, Kế tiếp ta có từ chỗ là chỗ ngồi. Phản chen lì mấy giờ chỗ quay là trong phòng không còn chỗ ngồi nữa. Chơ sang mấy giờ chỗ là trên xe cũng hết chỗ ngồi rồi. Sửa ở quay chi xe 12 chỗ. Kế tiếp ta có từ thứ 11 là lỗ. Âm hóa việc là lâu. có nghĩa là tòa nhà. Chơ cho lỗ là cái tòa nhà này. na cho lỗ là tòa nhà kia. Lỗ cũng có nghĩa là lầu ví dụ sang lỗ là lên lầu, xa lỗ là xuống lầu. Ba bà chơi lỗ sang bố ở trên lầu. Cái tiếp ta có từ thứ 12 là từ tru, tru âm hóa việc là trú, có nghĩa là sống cư trú á. À, Qua ba bà ma mà tru của bố mẹ tôi sống ở Mỹ. Ken ba bà ma tôi cùng sống với bố mẹ Trú chơi Y là sống chung. Nhĩ sư tru chơi nọ thầy của bạn sống ở đâu? Tha Tru U hao lỗ Ông sống ở cái tòa nhà số 5 U hao lỗ Từ thứ 13 ta có từ trơ lị Trơ là ở đây, nơi đây hoặc là chỗ này Trơ lị Người miền Bắc Trung Quốc hay đọc là trơ Trơ trơ, tôi ở đây này Hoặc là trơ lị cũng được từ thứ 14 là phản gen, phản gen âm hán Việt là phòng gian, có nghĩa là một là cái căn phòng của mình thôi. À, phản chén lì là trong phòng phản chén lì vừa rển ma trong phòng có người không phản chén lì mỹ vừa rển trong phòng không có người à, phản chen nhớ lượng từ là cưa chúng chúng ta nhớ là lượng từ của nó là cưa cái tiếp ta có từ sang sang có vài nghĩa nghĩa thứ nhất là đi lên sang lỗ là lên lầu Hoặc thuận vừa sang lỗ là bạn tôi lên lầu rồi sang phái chi là lên máy bay San tiền sang phê chí, ba giờ lên máy bay sang có nghĩa là ở trên như vậy là bố tôi ở trên lầu của papa bà trái lỗ sang của sơ sang anh tôi ở trên xe chai phê chi sang ở trên máy bay sang còn có một nghĩa khác nữa tức là trước sang cơ duyên là tháng trước sang cơ sinh si là tuần trước và sang sơ hoặc là sang dĩ sơ là lần trước Tiếp tiếp ta có từ thứ 15 là sang chi. Sang chi không phải là từ, sang là động từ lên và chi là từ chỉ xu hướng, sang chi là đi lên. Ví dụ mình ở dưới đất, mình kêu một người nào đó bạn đi lên đi, ni sang chi ba. Nhưng mà mình không có lên, ví dụ vậy. Hoặc là chúng ta cùng đi lên đi, wo men sang chi ba, đi lên. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 17 là show peo chu. Show là chữ thụ là bán, peo là phiếu tức là cái vé, show peo là bán vé, còn chu là âm bán việc là xứ có nghĩa là nơi. Show peo chu là cái nơi bán vé thì mình dịch là phòng bán vé hay là phòng vé hay là quầy vé gì đó cũng được. Chúng ta còn có từ mở rộng là show peo là nhân viên bán vé. Ta có từ thứ 18 là yue. Yue à, có nghĩa thứ nhất nó có nghĩa là mặt trăng à, Yue là mặt trăng Còn Yue trong phạm vi của bài thì Yue có nghĩa là tháng Như vậy là Y Yue là tháng 1, Ơ là tháng 2, San Yue là tháng 3 Và nhiều nhất là Sử Ơ là tháng 12 Còn à, có nghĩa khác là ví dụ một tháng ta sẽ nói là Y Cơ Yue Hai tháng là Liang Cơ Yue 3 tháng là san cơ duê, 10 tháng là sử cơ duê, 20 tháng là ơ sử cơ duê, cứ y vậy chúng ta ghép vô thôi. Từ thứ 19 là từ che, à, ta có thể dịch là đường nhưng ta sẽ hiểu nó là đường phố ở các cái trung tâm thành phố hoặc là thị trấn gì đó thì ta có từ che. Ví dụ đường Nguyễn Thái Học là Nguyễn Thái Học che, đường Trần Hưng Đạo là Trần Hưng Đạo che. Ta có từ thứ 20 là phan biến, âm Hán Việt là phương tiện nhưng nó có nghĩa là thuận tiện. Phan biến, đối diện nhà tôi có một cái bến xe, đi đâu cũng rất là tiện. Bạn muốn đi đâu cũng rất là tiện, đi đâu cũng rất là phương Bên cạnh nhà tôi có một cái cửa hàng, mọi thứ rất là mua đồ rất là thuận tiện. Ta có từ thứ hai mươi một là từ tran, tran ông nói việc là trạm, à, nó có nghĩa là uh, ga hoặc là bến. Chơi uh, tran là bến xe, hồ chơi tran thì lúc đó là ga xe lửa. Ví dụ tôi ở ga xe lửa chờ anh nhé. Hồ chai hồ sơ trạm tận nị. Ta có từ thứ 22 là tiên diện duyên. Tiên diện không là phim. Xem phim là khăn tiên diện. Còn tiên diện duyên là rạp chiếu phim. Hồ suy tiên diện duyên, khan tiên diện. Tôi đi đến rạp chiếu phim để xem phim. Hồ suy tiên diện duyên, mãi tiên diện theo. Tôi đi đến rạp chiếu phim để xem phim. Từ thứ 23 là phi chi sàng, mình cũng có thể nói tắt là chi sàng có nghĩa là sân bay. Tôi đi sân bay đón một người bạn. Wo cui chi sàng jie yige pengyou. Tôi đưa bố mẹ tôi ra sân bay. Wo song fu mu, wo song fu mu qu chi chang. Chi chang遠嗎? Sân bay xa không? Chi chang bu thai yuan, sân bay không xa lắm. Và đến đây mình xin kết thúc phần 4/6 của bài 15 xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi vẫn xin nhắc là trước khi chúng ta vào các cái đoạn đàm thoại và vào cái bài đọc thì chúng ta cố gắng học được thuộc các cái từ này để khi mà chúng ta vào đọc nó được trôi chảy thoải mái à, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi